Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nhé. Video này mình sẽ giới thiệu mọi người chương trình iGop Lotto Exchange. Khi tham gia chương trình iGop, các bạn nhận được 1.2 token Lotto nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay, các bạn link phần link mô tả, mình mở Telegram, các bạn start chat chatbot nha các bạn. Rồi các bạn được cấp tra 25 cộng bằng 58. 55 chứ. Chính xác không ta? Chính xác rồi. Rồi cấp tra xe bét 70/59 là 70/129. Rồi đây thì website của nó, các bạn vào tìm hiểu các bạn, rồi bằng bấm continue các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nữa các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. À, dự án này cũng khá là ngon á, để có list sân nào của tất cả các bạn. Đây chắc là dự án chắc chưa list sàn đâu các bạn mới đáp đơn các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat nha các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh group nữa các bạn. Rồi join vào bắt đáp lại. Các bạn bấm chat nha các bạn. Rồi theo world thì các bạn follow theo world, ghi lại cái username Senyu theo word, ghi lại username theo word của mình. Theo word thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tự quyết cái đại game của nó các bạn. Đây có 5.227.000 được bạn tham gia tự quyết nè. Rồi các bạn tự quyết là các bạn bắt đập lên các bạn. Username Telegram của mình, ơi theo word của mình các bạn. Các bạn mở trang trader của mình ra là gặp MMO nè các bạn nè. MMO Ngọc Anh chưa. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi like thì read bot thì các bạn giao kiểm tra nha các bạn, phải cái bài hồi nãy không cơ. Rồi các bạn mình đã like và tự quyết rồi nên mình bỏ cái bước này nha các bạn. Các bạn bắt đập lại đi. Rồi các bạn bấm tiếp continue nha các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ ERC 20 chocolate máy xe wallet nha các bạn. Cái dự án này thì khá đơn giản nha các bạn. Mình thì tìm những dự án đơn giản thôi. Có những cái dự án một follow code này nọ đồ lu bu tùm lum chứ. Không phải mình không biết các bạn, tại mình làm biến mấy cái đó quá. Rồi bạn gửi các bạn. Rồi, các bạn bấm vào balance các bạn. Rồi các bạn bấm withdraw cái con này nó sẽ hiện tại nó dòng mấy quá. Nó kêu vui lòng nhập số tiền muốn rút, các bạn nhấp vào 1.2 thì các bạn rút thử luôn được không bạn? Gỡ luôn, chơi luôn. Chắc không đủ mình rút quá các bạn. Con này chắc có tiền ghép quá, để coi coi. À các bạn ơi, con này nó chương trình nó sẽ rút tiền vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 các bạn. Còn có mười mấy ngày nữa là các bạn có thể rút tiền được các bạn. Vậy các bạn cố gắng làm kèo này nha các bạn. Vậy video đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.